Chúa Giêsu nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Khi nghe Chúa Giêsu nói đến cái ách, cho dù là ách của Chúa, thì nhiều người liên tưởng đến một điều gì đó tiêu cực, liên tưởng đến sự nô lệ hay một gánh nặng bị buộc phải mang, dù đó là chuyện tôn giáo, chuyện xã hội, chuyện nghề nghiệp hay chuyện gia đình, vẫn là gánh nặng. Thực ra, thưa các bạn, mang lấy ách của tôi là một kiểu nói bóng mà các thầy rabbi xưa quen dùng với hàm ý là nhận một người nào đó làm tôn sư, làm thầy. Vì vậy, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi là hai kiểu nói trong thực tế là đồng nghĩa. Vậy ở đây, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta thực hiện như bà Maria đã thực hiện ngày xưa. Đó là ngồi dưới chân Chúa trong tư thế của một người môn đệ và trao phó tất cả gánh nặng của chúng ta cho Ngài với lòng tin tưởng. Đấy chính là ý nghĩa của lời: anh em hãy mang lấy ách của tôi. Ách hay gánh của Chúa Giêsu chính là đạo lý tin mừng. Đạo lý tin mừng không phải là cái gì đó kéo ghì chúng ta xuống và đè bẹp chúng ta, không. Đạo lý tin mừng là đôi cánh giúp chúng ta bay vút lên cao, lên đến cõi hạnh phúc chân thật và vô biên. Và ngay cả khi đó là cái ách, thì cái ách này cũng có thể ví như cái ách gắn hai con trâu lại để công việc bớt nặng nề. Khi chúng ta được gắn kết vào với Chúa Giêsu, thì chính quyền năng và sức mạnh thần linh vô biên của Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng phận người rất yếu hèn và tội lỗi của chúng ta. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Ngài, cũng là hãy cùng với Ngài và để cho Ngài mang lấy ách của chúng ta. Khi Chúa Giêsu ở cùng bạn và bạn gắn bó với Ngài, thì gánh nặng của bạn trở thành gánh nặng của Ngài và Ngài sẽ mang lấy gánh nặng của bạn. Khi ấy, đúng như lời Ngài đã nói, tâm hồn con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy hôm nay, ngay hôm nay, bạn hãy để cho đạo lý tin mừng hướng dẫn cuộc sống của bạn. Hãy để cho tin mừng của Chúa Giêsu thấm đẫm và điều khiển bạn trong suy nghĩ, trong chọn lựa, trong quyết định, trong lời nói, trong hành động. Đó là bạn đang mang lấy ách của Chúa Giêsu và học với Ngài. Và nhờ vậy, bạn sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Đó chính là chìa khóa vàng cho đời sống của chúng ta. Đó chính là chìa khóa vàng để chúng ta đối diện với những gánh nặng, những thử thách, những chán trường, những mệt mỏi và những áp lực vẫn xảy đến với chúng ta hàng ngày.